Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, mục tư vấn và chỉ dẫn, huấn luyện viên bộ môn cầu lông Đỗ Cao Định, Trung tâm thi đấu và huấn luyện thể dục thể thao tỉnh sẽ cung cấp tới quý vị những thông tin về lợi ích với sức khỏe người trung và cao tuổi cùng những điều cần lưu ý khi chơi cầu lông. Tiếp đó là hướng dẫn những động tác cầu lông người trung và cao tuổi dễ thực hành sai dẫn tới chấn thương. Cuối chương trình là câu chuyện thể thao nói về niềm đam mê cầu lông của người trung và cao tuổi trong câu lạc bộ Bãi Sậy thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị, cầu lông là môn dễ chơi và phù hợp với sức khỏe của nhiều người trung và cao tuổi. Nếu tập luyện đúng cách sẽ giúp rèn luyện sức khỏe, duy trì sự dẻo dai và phản xạ tốt. Thế nhưng việc tập luyện không đúng cách, nhất là với những người có bệnh về tim mạch, xương khớp, dễ khiến người tập chấn thương và ảnh hưởng tới sức khỏe. Vậy tập luyện thế nào, cường độ ra sao thì phù hợp? Mời quý vị cùng đến với tư vấn của huấn luyện viên Đỗ Cao Định, bộ môn cầu lông, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên. Xin chào huấn luyện viên Đỗ Cao Định. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Vâng, xin chào Đăng Mạnh và quý vị khán giả. Thưa huấn luyện viên Đỗ Cao Định, hiện nay thì người trung và cao tuổi lựa chọn bộ môn cầu lông để tập luyện và rèn luyện sức khỏe thì cũng rất là nhiều. Khi mà tập bộ môn này thì sẽ mang lại những cái lợi ích về sức khỏe như thế nào? Thứ nhất là về khí huyết này, khi tập này, được lưu thông tốt này. Thứ hai là khả năng phản xạ nhanh nhẹn. Với điều kiện là phải tập theo điều kiện sức khỏe của mình cho phép. Khi mà người trung cao tuổi tập luyện bộ môn cầu lông thì cần phải lưu ý những điều gì ạ? Thứ nhất là làm quen và khởi động khi mình đánh tập luyện xong ấy lại có cái phần gọi là thả lỏng để các cái xương cơ khớp nó trở về trạng thái nó mềm mại, nó không bị căng cứng nữa. Vậy thì cái cường độ tập luyện của người trung và cao tuổi khi mà tập cái bộ môn cầu lông này là như thế nào ạ? Có người thể trạng tốt thì có thể tập từ 45 đến 50 phút, yếu hơn một chút thì có thể từ 3 đến 40 phút thôi. Mình di chuyển trong cái phạm vi nó hẹp thôi, không phải là đánh một quả thật sâu dưới cuối sân chẳng hạn, rồi đánh một quả sát trên lưới như các vận động viên thi đấu. Mình chỉ qua lại trong cái phạm vi có thể khả năng mình di chuyển như thế này thôi. Tùy theo, ví dụ có người mà khỏe hơn thì rộng hơn, mà không thì chỉ đánh qua lại trái phải. Khi mà người trung và cao tuổi tập luyện bộ môn cầu lông mà bị tập quá sức thì nó sẽ có nguy cơ như thế nào đối với sức khỏe của người cao tuổi ạ? Mình đánh mà mệt, mình đến điểm mình dừng thì nó cũng nhanh bình phục, chứ nó không phải mệt như một số môn khác. Đấy, như mệt sâu thì như người trung cao tuổi thì nó sẽ lâu hồi phục. Nên là vẫn là khuyến cáo một điều là khi chơi môn thể thao này tùy theo sức của mình, không mình đừng chơi quá mà mệt sâu thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, lại phải thời gian dài nữa thì mình mới lại kiểu bình phục lại như bình thường. Dẫn đến nặng thì có thể thường nó hay bị là thứ nhất là khi mình chơi đã quá này là gân cơ ấy nó lỏng, rất dễ dẫn đến chấn thương nặng. Còn các cái nó xấu hơn thì mình không nói, nhưng mà chấn thương nặng đấy là một trong cái trong thể thao nói chung là cũng tương đối nguy hiểm. Một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên Đỗ Cao Định với những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Với người trung và cao tuổi, đa phần mọi người đã chơi cầu lông một thời gian dài. Tuy nhiên, không ít người lại chơi tự phát, không được sự hướng dẫn của những huấn luyện viên chuyên nghiệp. Vì vậy, nhiều động tác thực hiện không đúng kỹ thuật, dễ gây chấn thương và ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau đây, huấn luyện viên Đỗ Cao Định, bộ môn cầu lông, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh sẽ hướng dẫn quý vị những động tác mà người trung và cao tuổi hay tập sai kỹ thuật. Người trung cao tuổi thì phần khởi động là thường không khởi động và vào chơi ngay, ảnh hưởng đến gối hoặc là cổ chân, gọi là xương cơ khớp nói chung. Cái nữa là cầm vợt thì tiện như nào cầm như thế, còn cái quả đánh trái thì cứ cầm cả cái tay này đánh, không dùng được ngón tay cái này. Cái sai thứ thế nữa là cái bước di chuyển, nên dẫn đến là chạy thì rất nhanh nhưng mà để mà hiệu quả đánh thì nó rất thấp. Một buổi đánh cầu lông thì thứ nhất là ta sẽ có cái phần khởi động làm nóng cơ thể từ dưới lên trên. Thứ nhất là chân, động tác chân, cổ chân, gối ra vào, chân trước chân sau, chân trước vuông góc, chân sau thẳng, ngược lại, hông trái phải, tay
phải, trái, vung tay trước, sau. Khi đã làm nóng cơ thể tại chỗ rồi thì bước tiếp theo là khởi động với vợt. Tôi sẽ hướng dẫn cái động tác cầm vợt cơ bản trong môn cầu lông. Thuận tay phải thì cầm cổ vợt tay trái và ngược lại. Thì khi cầm vợt thì giơ động tác xòe bàn tay, mở tay tự nhiên, xa vào. Như động tác giơ ra bắt tay theo vợt và ôm sát vào. Động tác cơ bản trong cầm vợt cầu lông. Hai chân rộng bằng vai hoặc hơn vai một chút. Giơ vợt lên. Đầu vợt hướng lên phía trước. Bụng hóp. Chân trùng gối. Tay kia để tự nhiên. Tay để tự nhiên. Khi di chuyển thì bước chân trái nằm trụ, xoay mũi chân về hướng đánh cầu, bước chếch lên và vung vợt gối trùng. Đây là một bước bên phải, ngược lại về tư thế chuẩn bị. Bên trái, về tư thế chuẩn bị. Đây là tôi hướng dẫn là một bước di chuyển tại chỗ. Với những ưu điểm như dễ tập luyện, nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi và đặc biệt là mang lại hiệu quả rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy trong những năm gần đây, môn cầu lông đã trở thành một môn thể thao yêu thích và được nhiều người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hưng Yên lựa chọn để tập luyện mỗi ngày. Cùng có niềm đam mê chung với bộ môn thể thao cầu lông nên từ năm 1998 đến nay, vợ chồng ông Phạm Xuân Lai, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên đã lựa chọn môn cầu lông để tập luyện và nâng cao sức khỏe. Ngoài tham gia tập luyện và thi đấu các giải tại đơn vị công tác thì cả hai ông bà đều đã tham gia nhiều giải thể thao và đã giành được thành tích cao. Sau khi về hưu, hai ông bà đã tham gia vào câu lạc bộ cầu lông Bãi Sậy và thường xuyên sinh hoạt tập luyện mỗi ngày cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Năm 2019, ông Lai đại diện cho Hội người cao tuổi tỉnh tham gia giải cầu lông người cao tuổi toàn quốc và giành được huy chương đồng. Hiện nay cái môn cầu lông ấy là do các cụ rất yêu thích, nên là một là nó mình chơi đây là nó vừa mang tính chất tập luyện thể dục thể thao khỏe, hai nữa là nó phù hợp với những cái người tham gia như các cụ cao tuổi, số lượng hội viên mới vẫn tăng hàng năm. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ cầu lông Bãi Sậy, ông Lai cũng là một trong những người chuyên lửa và góp phần thúc đẩy sự phát triển môn cầu lông người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Hiện nay, câu lạc bộ cầu lông Bãi Sậy với gần 90 thành viên là những người yêu thích môn cầu lông trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trong đó, người cao tuổi chiếm đến trên 60%. Vào các buổi chiều mỗi ngày từ 17 giờ tới 19 giờ, các thành viên câu lạc bộ lại tập trung tại nhà tập luyện cầu lông của câu lạc bộ để sinh hoạt và tập luyện. Tôi thấy nó cũng rất có ý nghĩa. Nó tạo cho con người ta có một cái sức khỏe tốt, dẻo dai, mắt tinh ra, chân tay nó lanh lợi hơn. Thế và thấy nó phù hợp với cái năng khiếu của mình thì tôi thấy đam mê với cái môn cầu lông. Tôi đã yêu thích cái môn cầu lông này và rèn luyện cũng nhiều năm, nhưng mà đến năm 2013 là tôi tham gia câu lạc bộ cầu lông Bãi Sậy. Tập luyện trong thể thao thì sức khỏe được nâng lên nên nó đã quên hết cả những cái mệt nhọc hay là những cái nỗi lo toan hàng ngày. Tham gia tập luyện môn thể thao yêu thích và phù hợp thể trạng và độ tuổi, góp phần rèn luyện và nâng cao sức khỏe là nhu cầu rất cần thiết đối với sức khỏe mỗi người, đặc biệt là người trung cao tuổi. Không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe, khi tham gia sinh hoạt và tập luyện cùng các thành viên trong câu lạc bộ còn là cơ hội để giao lưu, trò chuyện, giải tỏa mọi căng thẳng, từ đó giúp tinh thần thoải mái, giúp người trung cao tuổi sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.